Đối với nhiều các nhà người Việt TV, sau đây là một số tin đáng chú ý trong ngày. Vụ Tổng thống Donald Trump chỉ trích 4 nữ dân biểu tiếp tục gây bão. Bộ trưởng Tài chính Mnuchin không thấy Tổng thống Donald Trump kỳ thị. Và một sử gia gọi Tổng thống Trump và Tổng thống Andrew Johnson là kỳ thị nhất trong lịch sử. Thưa quý vị, hôm Chủ nhật vừa rồi, cái vụ Tổng thống Donald Trump tuyết ra chỉ trích một nhóm dân biểu, nữ dân biểu da màu ở tại Hạ viện. Mặc dù không nói tên mà sau này thì ai cũng biết đó là 4 người, bao gồm dân biểu Anna Presley của tiểu bang Massachusetts. Cả 4 người đều đảng Dân Chủ hết. Rồi dân biểu coi như là Alexandria Ocasio-Cortez ở New York. Rồi dân biểu Ian Omar của Minnesota và dân biểu Rashida Tab của Michigan. Ông nói là 4 người này là 4 người đại khái, là 4 người này quậy. Chỉ trích nước Mỹ, chê bai nước Mỹ, nên go back to your country, tức là trở về nước nguyên gốc mình đi, để ở đó sửa đi. Nhiều nước bậy bạ lắm, còn nhiều cái còn bê bối hơn nữa, đừng có chỉ trích ở đây. Thế câu này bị một số người, đặc biệt là 4 vị nữ dân cử, cho là mang tính kỳ thị, nhất là khi mà nói câu mà go back to your country. Quý vị biết ở Mỹ này, khi nói câu đó người ta cho là kỳ thị. Thực ra go back thì cũng nói không đúng. Nếu mà go back thì tất cả là go back, bởi vì nước Mỹ đâu có quả ai đâu. Tất cả ngày xưa tới giờ, nước Mỹ này ai cũng biết, học lịch sử biết là của di dân da đỏ, của dân da đỏ, người da trắng vào chiếm đó, rồi ở đây thành nước Mỹ. Thành ra nói cái câu mà go back to your country, nói chơi cho vui, nhưng mà nhiều người họ lại cho rằng cái đó là kỳ thị. Thì vì nó gây ra tranh cãi như thế, hai bên, một bên bênh ông Trump bảo chả có thấy gì kỳ thị cả, mấy người này quậy quá, mấy người này đưa ra những cái chương trình nghị sự mang tính cách xã hội chủ nghĩa, chẳng hạn như là trong đó có một người còn chửi thề nữa đó, rồi chỉ trích những cái chính sách di trú của Tổng thống Donald Trump, chẳng hạn như bà Ocasio-Cortez đến cái trại giam di dân ở tại dọc biên giới Hoa Kỳ và Mexico, thì chỉ trích nói rằng là cái này không ở ngược, trẻ bị ngược đãi, trong khi những người này thì đi vào bất hợp pháp. Thì nói chung nó có hai cái luồng dư luận ở tại nước Mỹ. Một luồng dư luận là gì? Ông Trump và những người ủng hộ ông Trump bảo là hey, quý vị vượt biên vào nước tôi bất hợp pháp là vi phạm luật chấm hết, chúng tôi phải ngăn chặn vì an ninh quốc gia. Những người này thì lại nói khác, ô, nước Mỹ là nước tôn trọng nhân quyền và dân quyền, nhân đạo, tại sao có thể để những chuyện này xảy ra dưới lá cờ Mỹ? Mà có tết bảo bảo tôi vào trại giam thế lá cờ Mỹ ở trên mà dưới trẻ em bị ngược đãi hả? Chúng tôi không cần biết. Vì lý do gì? Chúng tôi chỉ cần biết nước Mỹ này không thể đối xử với trẻ em như thế và di dân này. Đó là cái gây tranh cãi. Và ngày hôm qua ông Trump bực mình quá, lúc qua hỏi thế ông có kỳ thị, bảo tôi không nghĩ kỳ thị, nhưng mấy người này mà không thích thì đi qua nước khác ở đi. Làm cho cái lửa cái là nó còn cái là nổ thêm nữa, thấy không? Thì ngày hôm qua 4 bà này nghĩa là mới họp báo nói rằng là thứ nhất, chúng tôi không thể để cho ông ăn hiếp như thế này, chúng tôi không im lặng, và người dân Mỹ phải để ý là ông này ông làm bộ ông quậy này lên để lái dư luận vô khác, không để ý những tình trạng mà ông làm cho nước Mỹ đang đi xuống. Đó là tố cáo 4 ngày. Nói chung hai bên nói qua nói lại. Thế thì ngày hôm qua mấy người họp báo nói sáng nay ông Trump trả đũa tiếp. Ông bảo đây là những cái vị dân biểu này á, là hèn hạ nhất, thù ghét nhất, và có làm những cái điều gọi là ghê tởm nhất đó, mà từ trước tới giờ tôi từng thấy ở tại Hạ viện và Thượng viện. Họ viết như thế trên Twitter. Ông này cũng là từng gọi ông Obama là thành lập ra nhà nước Hồi giáo đó, rồi không có đẻ ở Mỹ đó, đại khái. Ông Trump này thì ông bịa nhiều chuyện đó. Rồi ông có nói luôn trong cái chuyện này đó là ông nói là họ là những người ghê tởm, chống Israel, chống nước Mỹ, ủng hộ khủng bố và nói cái chữ bậy nữa trong nhiều cái điều khác. Thế thì bây giờ trong cả hai cái tweet của ông ngày hôm qua, ông bảo là mấy người này phải xin lỗi ông, xin lỗi nước Mỹ và xin lỗi Israel. Tại sao chắc Israel đây? Bởi Israel rất quan trọng. Ông mượn chuyện này để ủng hộ Israel luôn này, có thể là bầu cử để ủng hộ ông. Thế thì ngày hôm qua Hạ viện và Thượng viện họ phản ứng chuyện này. Hạ viện nói sao? Bà Nancy Pelosi, chủ tịch Hạ viện, bảo hôm nay tôi sẽ yêu cầu bỏ phiếu thông qua nghị quyết chỉ trích ông Trump. Bên Thượng viện, ông Thượng sĩ Chuck Schumer của Đảng Dân Chủ, lãnh tụ thiểu số, cũng là tôi sẽ đề nghị một cái nghị quyết, nhưng không biết bên Thượng viện có được thông qua không, bởi Thượng viện là do Cộng hòa kiểm soát. Nhưng mà nếu ông Chuck Schumer mà đưa cái này ra cũng kẹt cho một số vị dân cử Cộng hòa bên Thượng viện, nhất là những người mà năm tới sẽ phải ra ứng cử. Bây giờ mà nếu họ không ủng hộ cũng kẹt.
Và cho đến nay chỉ có bên Dân Chủ phản đối cái chuyện ông Trump nói như thế thôi. Bên Cộng Hòa hầu hết là im lặng, chỉ có một vài người, chẳng hạn như ông Thượng nghị sĩ Tim Scott ở da đen, hay là ông Thượng nghị sĩ Bill Hurt ở tại Texas, một vài người phản đối, đa số là bên Cộng Hòa im lặng như tờ. Thế thì bây giờ sáng nay ông Trump nói luôn, ủa, Hạ viện mấy anh sắp sửa định bỏ phiếu chỉ trích tôi, thế còn mấy người này thì sao, bốn bà này tại sao quý vị không chỉ trích? Vì họ đưa ra những cái hành động là chống lại nước Mỹ. Đó, đó là cuộc tranh cãi sáng ngày hôm nay. Đó. Thì cũng liên quan đến vụ này, thì ngày hôm qua trong cuộc họp báo ở tại Thoại Ốc, thì ông Bộ trưởng Tài chính của Mỹ là ông Mnuchin. Ông đến, ông có cuộc họp báo, định nói về những chính sách tài chính của Mỹ. Rồi sau đó ông qua Bộ Tư pháp nói nữa. Nhưng mà đến nhà báo giới cứ hỏi ông cái chuyện, ông có nghĩ là ông Trump chụp kỳ thị chủng tộc không? Trong cái chuyện ông tuyết ra như thế. Thì ông Mnuchin nói là tôi không thấy cái đó chỉ thị chủng tộc thế nào cả. Và ông Mnuchin là người dân gốc Do Thái luôn. Và ông Trump bênh Do Thái đó mà. Thế thì các cái giả cứ tiếp tục hỏi hoài. Mà ông bảo tôi đã nói rồi, ông Trump cũng đã nói, ông có quan điểm, tôi đã bày tỏ quan điểm, tôi đừng có hỏi nữa. Cứ hỏi hoài đến lũ bực luôn. Ông bảo tôi đến đây, tôi là Bộ trưởng Tài chính, tôi nói cái chuyện là tài chính, mấy anh đừng có hỏi nữa, tôi đã nói nãy giờ, mấy anh hỏi, mấy anh không tôn trọng tôi. Nó làm cho ông Mnuchin cũng đi vào cái chỗ khó xử. Mặc dù ông nói là tôi không thấy rằng cái đó là kỳ thị chủng tộc, nhưng mà người ta cứ dí, người ta hỏi hoài. Rồi cả mấy cái ông dân biểu khác, mấy ông thượng nghị sĩ khác, mấy bà bên Đảng Cộng Hòa ngày hôm qua đi đâu gặp báo giới cũng né, bởi vì hỏi câu đó kẹt quá. Bây giờ nếu không nói là kỳ thị thì sợ mất phiếu của Đảng Dân Chủ, bởi vì Cộng Hòa mà vẫn có cái Dân Chủ trong địa hạt của họ, mà bây giờ nói rằng là kỳ thị chủng tộc thì coi chừng Trump vẫn chết. Ông Trump, những ai chống lại ông là coi chừng, cho rất sợ ông Trump, cho nên ông Trump biết được cái điều này, không ai dám chống ông hết. Cái người nào ghét ông đã ghét rồi, ông không kè. Còn những người nào bên phe Cộng Hòa, ai mà chống ông là coi chừng. Cho nên hầu hết các vị dân cử Cộng Hòa im lặng như tờ. Thì cái này nó dẫn đến cái chuyện khác nữa. Cũng ngày hôm qua, có một sử gia nổi tiếng chuyên viết về các vị tổng thống. Ông này là ông John Mecham. Ông này ông lên đài truyền hình MSNBC trên chương trình Hát To. Ông này từng viết cái cuốn mà tiểu sử của tổng thống, cố tổng thống Thomas Jefferson và cố tổng thống George H. W. Bush. Thì ông nói là theo cái so sánh của ông đó, ông cho rằng tổng thống Donald Trump và tổng thống Andrew Johnson là hai tổng thống kỳ thị nhất trong lịch sử của Mỹ. Ông dẫn chứng này, ông bảo là cái ông Donald Trump là 45, ông Jackson là 17. Ông bảo rằng là trong cái lịch sử của Mỹ đó thì chưa bao giờ có ai nói những cái chuyện mà như vậy. Ví dụ như ông Trump từng nói một lần là những cái vụ mà xảy ra ở Charlottesville, Virginia, quý vị nhớ không? Hai bên một bên gọi là thượng tôn Mỹ trắng đụng nhau cái tên chống bên chống như vậy, thì tổng thống Trump lúc đó có nói là thực ra là hai bên đều có người tốt. Là câu đó bị người ta cho là kỳ thị. Hay là tổng thống Trump từng nói dối với quốc dân đồng bào Mỹ rằng là ông Obama không sinh ra ở Mỹ, rồi sau đó mới nói là sinh ra Mỹ, cũng là một dạng nói dối. Thì người ta cho rằng cái nói dối là nói dối có mục đích và mang tính kỳ thị. Thì ông này cũng dẫn chứng luôn là ông Andrew Adam ngày xưa ông nói sao không? Người Mỹ gốc châu Phi là không thể tự mình nghĩa là quản trị được. Nếu mà không có người da trắng mà quản trị họ, hay là không có người mà ông không nói da trắng mà đại khái ông nói là nếu không có người mà lãnh đạo họ thì họ sẽ trở lại thời kỳ man rợ. Đó, câu ngày xưa ông Andrew Jackson Jackson nói như thế. Andrew Johnson, ngày xưa Andrew Johnson cũng nói như thế, thì họ mới so sánh, ông này mới so sánh và là hai người này nói như vậy là kỳ thị, và ông xếp ông Trump ngang hàng với Andrew Johnson. Đó, thì cái này là chắc chắn là gây tranh cãi nữa rồi, thấy không? Bởi vì ông Mark Mecham này thì ông là thường xuyên chỉ trích nước Mỹ, chỉ trích ông Trump, và ông dẫn lời cái những cái lời mà của ông Trump nói nó ngược với lại hiến pháp của Mỹ, cũng như ngược với tổng thống Ronald Reagan. Ông nói là cố tổng thống Ronald Reagan từng nói như thế này: nước Mỹ là một nơi trên trái đất mà không phải là nói về cái quyền đẻ đâu, quỹ đẻ đâu không quan trọng. One place on earth that is not about a birthright. Mà là nó là về gì? Về cái ý tưởng. Cái ý tưởng này đã được viết ở trong hiến pháp và rất quan trọng. Được viết bằng tiếng Anh rằng tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng và đều có được những cái quyền mà không ai có thể lấy được. Đó. Cái câu này trong hiến pháp của Mỹ nói, mà câu này nhưng Hồ Chí Minh cũng mượn hay sao nói ở trong cái bài diễn văn ngày độc lập đó. Đó. Thì thưa quý vị, nhưng mà từ cái hiến pháp đến thực tế nó khác nhau nhiều.
khác nhau nhiều lắm. Hiến pháp nó có những cái nói là chẳng hạn như là cái gì tôn giáo với chính phủ tách ra mà có tách đâu. Trong đồng tiền Mỹ để In God We Trust, rồi mấy ông chính trị gia Mỹ khi mà tuyên thệ đều để tay lên Bible, cuốn kinh thánh ấy. Nói chung ra là tùy theo tùy cơ ứng biến. Thì đó là những chuyện lùm xùm liên quan đến cái tweet của Tổng thống Donald Trump bị coi là chỉ trích 4 vị nữ dân biểu da màu thuộc Đảng Dân Chủ tại Hạ viện Hoa Kỳ. Và đó là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúng tôi sẽ hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới.